lần anh tập chắc 10 lần hít như thế. Thế sau khi anh tập một tuần đường dương rồi anh tập tiếp một tuần đường âm để cho nó quen mà. Thế khi anh tập được đường âm xong rồi thì bắt đầu anh tìm cái tỷ lệ vàng. Tỷ lệ vàng ra anh hít 10 đường dương, 2 đường âm hoặc 1 đường âm, anh thấy người nó không được chưa được khỏe, anh lại xuống 9 đường dương, 1 đường âm. Anh tìm đến khi nào, hoặc là anh làm 5 đường dương 1 đường âm, nếu thấy chưa khỏe anh làm coi như 5 đường dương 2 đường âm, 6 đường dương 2 đường âm, 7 đường dương 2 đường âm. Nghĩa là mình bây giờ mình tìm cho trong cơ thể mình cái tỷ lệ vàng. Đến khi tìm được cái tỷ lệ vàng đấy, tự nhiên mình coi như mình thấy người mình khỏe. Mà không, khi mình tìm thấy rồi thì mình điều chỉnh. Giả dụ hôm nay trời nóng mình hít đường âm nhiều thì mình giảm cái đường dương, nếu nó lạnh quá thì mình hít đường dương nhiều giảm đường âm. Đấy, bây giờ ta vừa ở đây khoảng tuần để cho anh em này làm mẫu thì nó đưa theo lên bàn để làm mẫu. Mình ấy như thế thì coi như mình sẽ thấy coi như là ấy. Khéo mình giáo sư sử học Dương Trung Quốc ra xuất hiện. Anh mời cô.